Kính chào quý vị, rất hân hạnh khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Thời sự 365 để cùng cập nhật liên tục những thông tin chính xác nhất và nhanh nhất mỗi ngày. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những bản tin mới hấp dẫn của chương trình. Còn bây giờ, mời quý vị cùng điểm qua những thông tin chính đáng chú ý sau đây. Khi cả xã hội ai cũng làm bác sĩ, có nên thả trôi F1 để sớm miễn dịch cộng đồng? Nhiều hiệu thuốc ở Hà Nội cháy các mặt hàng điều trị COVID-19. Đắk Lắk kêu gọi cán bộ ngành y đã nghỉ hưu, sinh viên tham gia chống dịch. Không khởi tố hình sự vụ ông Võ Hoàng Yên bị tố chữa bệnh gây chết người. Từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh lấy 7 triệu đô la Mỹ cho lãnh đạo, nhận 2 vali tiền âm phủ. Khi cả xã hội ai cũng làm bác sĩ. Thưa quý vị, người dân đang quá vô tư trong việc điều trị F0 tại nhà. Trong mỗi gia đình, ai cũng có cơ hội trở thành bác sĩ, dù không có nhiều hiểu biết về y dược, tất cả là truyền miệng, mọi thứ đều do cộng đồng mạng mách bảo. F0 hiện không còn xa lạ và là nỗi sợ của người dân, bởi giờ đây câu nói cửa miệng ai rồi cũng là F0 được thốt ra một cách tự nhiên và không chút lo lắng. Xung quanh tôi, ngày nào cũng có bạn, người thân thông báo mình là F0. Những đợt dịch trước nếu là F0 thì cả xã hội quan tâm đưa đi cách ly ngay lập tức, khu nhà ở bị dây chằng. Còn F0 bây giờ đều tự cách ly tại nhà và tự chữa theo công thức riêng của mỗi người. Chưa bao giờ cộng đồng F0 lại nhộn nhịp như vậy. Các F0 lên mạng xã hội khoe hai vành với thái độ rằng đằng nào mà chả đến lượt, tránh làm sao được. Rồi khi bạn là F0 được công khai, ngay lập tức bạn sẽ nhận được cơ số lời khuyên về cách chữa trị tại nhà, từ cách dùng thuốc cho đến dinh dưỡng bồi bổ cơ thể. Cộng đồng F0 nhộn nhịp, còn thị trường thuốc chữa bệnh cho F0 thì trăm hoa đua nở, không có một công thức chuẩn, mạnh ai người đó tự chữa. Giai đoạn này chỉ thấy nhà thuốc trúng đậm. Người người làm bác sĩ, ai cũng có thể trở thành chuyên gia tư vấn cho những F0, nhất là những ai từng mắc thì càng nhiều kinh nghiệm. Nào là uống thuốc của Nga, rồi cảm cúm của Nhật, hoặc dễ kiếm hơn thì các loại thuốc của Việt Nam. Ngoài ra cần có thêm các loại thuốc bổ, nước muối súc miệng, xịt họng, rồi mua thêm các loại xả, gừng, tỏi để xông mũi. Riêng đơn thuốc chữa COVID-19 truyền tay nhau không biết bao nhiêu loại. Bạn tôi, cả đại gia đình đều mắc COVID-19. Vì thế khi được hỏi, cô ấy như một chuyên gia thực thụ, uống thuốc gì, mua ở đâu, rồi cách xông như nào cho đúng, chế độ ăn uống như nào có lợi nhất cho sức khỏe. Nhiều người còn sáng tạo trộn các đơn thuốc lại với nhau với lý do tự mình thấy cái này tốt, cái kia tốt nên nhặt mỗi đơn thuốc một loại. Người dân mình tài hoa lắm, cái gì cũng biết, chỉ là không biết sợ mà thôi. Người lớn thì còn có những đơn thuốc dành riêng, nhưng mà trẻ con mắc COVID-19 thì hiện nay cũng chưa thấy đơn thuốc nào rõ ràng. Vì thế đa phần trẻ em vẫn uống theo đơn thuốc của người lớn. Không những thế, cha mẹ còn lên mạng tự tìm đơn thuốc rồi về phối hợp với các đơn thuốc ở nhà để cho trẻ uống. Việc uống thuốc vô tội vạ, không có hướng dẫn cụ thể, có nguy cơ dẫn đến nhiều tác dụng phụ cho trẻ em. Lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân, nhiều cá nhân đã giao bán các mặt hàng thuốc điều trị virus sách tay từ Nga, Trung Quốc về Việt Nam như Abidol, thành phần là Umifenover, Areplever, thành phần là Favipiravir. Các thuốc này được quảng cáo có khả năng phòng chống lây nhiễm và điều trị hiệu quả COVID-19. Hiện nay, thuốc Abidol và Areplever đều chưa được cấp phép lưu hành và nhập khẩu chính thức tại Việt Nam. Các sản phẩm do các trang mạng xã hội, các nhóm, các diễn đàn bán đều là hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ, tiêu chuẩn chất lượng. Tuy nhiên, các thuốc sách tay này còn được giao bán trực tiếp trên các hội nhóm, trang cá nhân trên mạng xã hội như Facebook, Zalo, Shopee nên người dân rất dễ tìm mua. Việc mua bán thuốc ở Việt Nam khá dễ dàng, chỉ cần ra hiệu thuốc, muốn mua thuốc gì cũng có. Thuốc không chỉ được bán tại các hiệu thuốc có chữ địa chỉ rõ ràng mà còn bán online trên mạng xã hội. Ai rồi cũng có thể trở thành dược sĩ, bác sĩ. Chỉ cần ra hiệu thuốc, người dân chỉ cần nói mua thuốc phòng hay chữa COVID. Ngay lập tức, người bán thuốc tự lên đơn và nhặt cho vô số các loại thuốc từ kháng sinh, chống viêm, thuốc bổ. Mỗi hiệu thuốc lại cho các phác đồ khác nhau. Sơ sơ mỗi người giờ hiệu thuốc cũng phải tiêu tốn từ vài trăm cho tới vài triệu tiền thuốc. Người dân đang quá vô tư trong việc điều trị F0 tại nhà. Trong mỗi gia đình, ai cũng có cơ hội trở thành một bác sĩ, mặc dù không am hiểu về thuốc.
Khi mà ngày ngày báo chí ra sức hướng dẫn F0 điều trị tại nhà như nào, F0 điều trị tại nhà cần các loại thuốc nào, Bộ Y tế hướng dẫn F0 điều trị tại nhà, rồi nhiều bác sĩ livestream hướng dẫn bệnh nhân F0 một cách tỉ mỉ, chi tiết là vậy, nhưng vẫn còn rất nhiều người tự điều trị theo kinh nghiệm mách bảo. Tự dùng thuốc kháng virus, chống đông, thuốc corticoid hoặc mượn đơn trên mạng mua thuốc uống dẫn tới nhiều nguy hại cho bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà. Nhiều trường hợp tụt huyết áp, không bắt được mạch hoặc chảy máu, sốc, mất máu do tự ý dùng thuốc chống đông máu trong quá trình điều trị COVID-19 tại nhà. Theo khuyến cáo của bác sĩ, nếu không thuộc nhóm nguy cơ, người có bệnh nền, chưa tiêm vaccine phòng COVID-19, chỉ số CT thấp lại điều trị cách ly tại nhà có thành phần người nhà là người cao tuổi, trẻ nhỏ, người suy giảm miễn dịch, F0 không cần dùng thuốc kháng virus và chỉ cần điều trị triệu chứng. Sốt thì hạ sốt, paracetamol hoặc ibuprofen, lau người nước ấm, xông lá, ho, dùng giảm ho, bổ phế, long đờm, chống dị ứng, giảm kích thích đường thở, ngạt mũi thì nhỏ nước muối sinh lý, thuốc làm co mạch, ví dụ Otrivin 0,05 hoặc 0,1%, Codibi, rối loạn tiêu hóa sử dụng men tiêu hóa, Smecta, Berberine, mất ngủ sử dụng thuốc Melatonin, an thần thảo dược, Mimosa, căng thẳng, lo lắng dùng an thần thảo dược, Mane B6, vận động nhẹ. Thuốc là con dao hai lưỡi, phải dùng đúng chỉ định, đúng thời điểm, sử dụng phải phù hợp, an toàn, hợp lý mới mang lại hiệu quả cao nhất. Nếu dùng sai, không có chỉ định rất nguy hiểm, thậm chí còn suy giảm miễn dịch, người dân khi phát hiện dương tính hãy bình tĩnh, phải ăn đủ chất, uống đủ nước, hơn 2 lít nước trên một ngày để nâng cao thể trạng. Có nên thả trôi F1 để sớm miễn dịch cộng đồng? Thưa quý vị, có người cho rằng nên thả trôi F1 để miễn dịch cộng đồng để sớm chấm dứt đại dịch, nhưng chuyên gia khuyến cáo vẫn cần cách ly để tránh vỡ trận. Trong hướng dẫn mới về cách ly, Bộ Y tế yêu cầu F1 tiêm đủ vaccine cách ly 5 ngày. Áp dụng quy định này, nhiều cơ quan công sở đang than thiếu nhân lực làm việc vì tỷ lệ F0, F1 đang quá nhiều. Vì vậy, câu hỏi được nhiều người đặt ra là có cần thiết cách ly F1 trong giai đoạn hiện nay. Trao đổi với phóng viên, Phó Giáo sư Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho rằng quy định này hoàn toàn đúng, dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn. Theo ông Phu, vẫn nên giữ các quy định cách ly, song có thể tính toán rút ngắn thời gian cách ly của một số trường hợp F1 như người ít nguy cơ trở thành F0, người làm việc ở vị trí trọng yếu của cơ quan, doanh nghiệp. Đi kèm với đó cần kiểm soát bằng cách xét nghiệm, phòng bệnh cá nhân, thống nhất giữa y tế địa phương, lãnh đạo đơn vị và phải được Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể. Ông Phu nêu quan điểm, dù không thể kiểm soát việc cách ly triệt để, vẫn cần hạn chế, làm chậm sự lây lan của dịch bệnh, kiểm soát dịch trong giới hạn hệ thống y tế có thể chịu được để làm ăn kinh tế. Vị chuyên gia phân tích dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp với số ca nhiễm tăng nhanh, số ca tử vong cũng bắt đầu tăng. Một số nơi có hiện tượng quá tải hệ thống y tế cơ sở, điển hình như Hà Nội, và việc bùng dịch ngoài lý do có thể do biến chủng Omicron lây lan quá nhanh và sau Tết lượng người đi lại, giao lưu lớn. Còn có nguyên nhân một bộ phận người dân chấp hành các quy định về cách ly, phòng dịch không nghiêm. Ông Trần Đắc Phu nói và nhấn mạnh, chính việc không phòng bệnh tốt, không cách ly nghiêm ngặt, số ca nhiễm vừa qua tăng nhanh, dịch bùng lên mạnh mẽ. Chúng ta chuyển sang giai đoạn sống thích ứng an toàn và kiểm soát dịch bệnh, nới lỏng dần các hoạt động chứ không phải buông trôi, thả lỏng hoàn toàn. Cho rằng nhiều nước vẫn chủ trương siết lại các quy định sau khi dịch tái bùng phát, ông Phu cho rằng Việt Nam cũng cần theo hướng này. Chỉ khi vào hệ thống y tế tốt, có khả năng chống đỡ mới nên thả hết. Còn với điều kiện hiện nay, dịch bùng phát mạnh mẽ khiến hệ thống y tế quá tải, không thể trụ được. Ông Phu đặt vấn đề. Tại sao trước đó chúng ta làm được mà bây giờ lại chủ quan, không chịu cách ly? Nếu thả ra, nhiều F0 có thể trở thành nguồn lây cho nhiều người khác, nguy hiểm hơn là lây cho người già, người có bệnh nền và trẻ em, khiến dịch lây lan theo cấp số nhân. Thay vì không chấp hành việc cách ly, Phó Giáo sư Trần Đắc Phu đề nghị xem xét chỉ nới những hoạt động cần thiết, còn nhiều hoạt động không cần thiết mà có nguy cơ cao như tập trung đông người, hội thảo, hội nghị trực tiếp, liên hoan ăn uống có thể hạn chế. Bên cạnh đó, mọi người cần được khuyến cáo vẫn đeo khẩu trang ở nơi làm việc, hạn chế tụ tập. Giờ nới lỏng hết thì không thể kiểm soát được dịch bệnh. Ông Phu nhận định việc mở cửa vẫn nên thực hiện, nhưng phải kèm theo các điều kiện về phòng dịch. Không thể thả cho F0, F1 đi làm. Cơ quan chức năng địa phương cần tăng cường quản lý, người dân cần nâng cao ý thức phòng bệnh.
Phó giáo sư Trần Đắc Phu cảnh báo, biến chủng mới lây lan quá nhanh, chúng ta xác định sẽ có ca nhiễm trong cộng đồng nhưng không thể để vỡ trận được. Hiện nay nhân viên y tế bắt đầu thiếu do người bị nhiễm bệnh nên phải cẩn trọng để tránh quá tải y tế. Các chuyên gia dịch tễ này lưu ý nếu muốn không áp dụng các biện pháp cấm đoán, người dân cần chủ động phòng bệnh. Một khi dịch bệnh bùng phát mạnh, quá căng thẳng, có thể nhiều hoạt động sẽ phải siết chặt, lúc đó khó khăn hơn nhiều. Có quan điểm ngược lại, bác sĩ Trương Hữu Khanh, nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh cho rằng Bộ Y tế nên bỏ quy định cách ly F1 đã tiêm đủ vaccine. Bác sĩ Khanh nói, F1 không triệu chứng thì không cần thiết cách ly, vẫn có thể đeo khẩu trang đi làm. Lý giải cho quan điểm này, ông Khanh cho rằng cách xác định F1 hiện nay đã khác với những điều kiện chặt chẽ hơn như có tiếp xúc cơ thể trực tiếp với F0, không đeo khẩu trang tiếp xúc với F0 trong vòng 2m hoặc có đeo khẩu trang nhưng tiếp xúc với F0 ở không gian hẹp, kín trong vòng 15 phút. Thay vì ra quy định cứng yêu cầu F1 cách ly, ông Khanh cho rằng nên để các cơ quan đơn vị tự linh động quyết định việc này. Nếu họ xét thấy nhân viên của họ là F1 cần thiết phải đi làm thì cho đi làm, không cần thiết có thể cho nghỉ hoặc làm việc online. Bác sĩ Khanh nhấn mạnh và cho rằng việc quan trọng trong giai đoạn hiện nay là đánh giá tỷ lệ người dân trong nước nhiễm biến chủng Omicron chiếm bao nhiêu phần trăm để làm căn cứ bãi bỏ dần các quy định. Biến chủng mới dù lây lan nhanh, chúng ta cần nhớ điều quan trọng nhất là ta đã tiêm đủ vaccine. Nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1 nêu thực tế ở một số nước tiên tiến đã bỏ các quy định phòng chống dịch và không làm gì hết khi đánh giá tỷ lệ lây nhiễm Omicron khoảng 90%. Quan điểm của những nước này là chủng Omicron rất nhẹ, có thể để miễn dịch cộng đồng tự nhiên. Vì thế ở Việt Nam cũng cần xác định tỷ lệ này trên cả nước và khi chứng minh nhiễm biến chủng Omicron nhẹ thì hãy để miễn dịch tự nhiên. Ông Khanh nói, miễn dịch càng sớm thì càng mau chấm dứt dịch, chỉ cần bảo vệ nhóm người nguy cơ và tiêm chủng cho đủ. Vị bác sĩ cũng cho rằng Việt Nam đang quá lạm dụng kit xét nghiệm, gây tốn kém, lãng phí không cần thiết, khiến giá mặt hàng này bị đẩy lên cao và xuất hiện nhiều hàng không rõ nguồn gốc. Ông Khanh một lần nữa nhấn mạnh đã đến lúc xem việc nhiễm biến chủng Omicron như cúm mùa, chỉ nên tập trung vào việc bảo vệ nhóm người có nguy cơ cao như tiêm chủng đầy đủ và chuẩn bị sẵn thuốc đặc trị COVID-19. Về việc thống kê số ca nhiễm mỗi ngày, Phó giáo sư Trần Đắc Phu cho rằng dù không thể thống kê chính xác tuyệt đối vẫn cần có biện pháp giám sát và dự báo để suy ra số liệu thực tế. Ông Phu cho rằng cần thống kê báo cáo số ca nhiễm trong hệ thống y tế để từ đó đánh giá chiều hướng diễn biến của dịch bệnh và đưa ra giải pháp đáp ứng phù hợp. Còn bác sĩ Trương Hữu Khanh cho rằng không cần đếm số ca nhiễm nữa khi thực tế số ca nhiễm liên tục tăng trong 5 tuần gần đây, đặc biệt tăng vọt trong 2 tuần sau Tết Nguyên đán nhưng không có tình trạng quá tải về số bệnh nhân nặng cần điều trị như giai đoạn trước. Theo ông Khanh, chỉ cần thông báo, thống kê số ca nặng và số ca chưa tiêm vaccine. Nhiều hiệu thuốc ở Hà Nội cháy các mặt hàng điều trị COVID-19. Thưa quý vị, các mặt hàng như nước muối, cồn khử khuẩn, Orezon, vitamin C đang cháy hàng tại các hiệu thuốc ở Hà Nội. Khảo sát của báo chí ngày 1 tháng 3 cho thấy hàng loạt nhà thuốc tại Hà Nội xuất hiện cảnh xếp hàng dài mua thuốc, thực phẩm chức năng hỗ trợ phòng chống, điều trị COVID-19. Thậm chí có nơi còn quá tải người mua. Tại nhà thuốc MC42 Quang Trung, quận Hoàn Kiếm sáng nay, luôn có khoảng hơn chục người đợi mua thuốc. Anh Việt, 40 tuổi cho biết anh đi mua thuốc hạ sốt, nước muối, vitamin C cho người nhà mắc COVID-19, nhưng phải đi đến 3 hàng thuốc vẫn chưa đủ thuốc cần thiết. Theo anh Việt, nhiều cửa hàng thuốc đã hết thuốc, trong khi những nơi còn hàng thì phải chờ đợi rất lâu. Người bán hàng tại hiệu thuốc 42 Quang Trung thông tin thêm, do lượng người mua quá đông nên hiện các mặt hàng như nước muối, cồn khử khuẩn, nước bù điện dài Orezon đều hết hàng. Chị này nói, một số khách hàng muốn mua 5-6 lọ nước muối nhưng cũng không còn để bán nhiều. Tương tự tại các hiệu thuốc trên phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, mặt hàng liên quan đến hỗ trợ phòng chống điều trị COVID-19 đều khan hàng. Các hàng thuốc quanh khu vực Bệnh viện Việt Đức vốn rất đa dạng các mặt hàng cũng không còn loại vitamin C nhập khẩu. Về vấn đề này, đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết, hiện nay Hà Nội đang có số ca mắc COVID-19 tăng cao, do đó nhu cầu của người dân mua các loại thuốc, thực phẩm chức năng hỗ trợ phòng chống điều trị COVID-19 cũng tăng theo. Do lượng người mua tăng trong cùng một thời điểm nên có tình trạng một số hiệu thuốc hết hàng tạm thời. Đại diện Sở Y tế khẳng định,
Đây là do lượng mua tăng mạnh bất thường, hiệu thuốc chưa kịp nhập thêm chứ hoàn toàn không có việc khan hàng hay đầu cơ tích trữ. Về việc này, thanh tra sở cũng phối hợp với các đơn vị liên quan để kiểm tra liên tục. Được biết, Sở Y tế Hà Nội cũng vừa có công văn gửi giám đốc các bệnh viện trực thuộc về việc phân bổ thuốc Monopiravir trong điều trị COVID-19. Theo đó, Sở Y tế yêu cầu giám đốc các đơn vị trực thuộc khẩn trương tiếp nhận thuốc, triển khai cấp phát thuốc cho bệnh nhân F0 đủ điều kiện tham gia chương trình tại cơ sở thu dung, điều trị tại nhà, tránh việc để bệnh nhân diễn biến nặng phải chuyển tầng, gia tăng áp lực lên các cơ sở y tế. Đắk Lắk kêu gọi cán bộ ngành y đã nghỉ hưu, sinh viên tham gia chống dịch. Thưa quý vị, số ca bệnh tiếp tục gia tăng, ngành y tế Đắk Lắk kêu gọi các đơn vị chức năng huy động nhân lực, trong đó có đội ngũ cán bộ y tế đã nghỉ hưu, sinh viên ngành y cùng tham gia chống dịch. Ngày 1 tháng 3, nguồn tin từ Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, Sở vừa ban hành văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để huy động nhân lực, y tế tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Sở Y tế Đắk Lắk đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng y tế và các đơn vị liên quan rà soát, huy động, lập danh sách nhân lực y tế đang làm việc tại các cơ sở y tế ngoài công lập, các phòng khám đa khoa, chuyên khoa, nhân lực y tế đã nghỉ hưu, thôi việc trên địa bàn quản lý, đăng ký tình nguyện tham gia các hoạt động phòng chống dịch COVID-19. Đợt này, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cũng có văn bản gửi Trường Đại học Tây Nguyên, Trường Đại học Buôn Ma Thuột, Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk, huy động sinh viên tình nguyện chuyên ngành y dược cùng với tỉnh tham gia chống dịch. Đến nay, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận hơn 36.000 ca mắc COVID-19, trong đó 115 người tử vong, đang điều trị gần 15.000 trường hợp. Không khởi tố hình sự vụ ông Võ Hoàng Yên bị tố chữa bệnh gây chết người. Thưa quý vị, do không đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên cơ quan công an quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến đơn tố cáo ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh gây chết người. Ngày 1 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận đã có thông báo về việc giải quyết tin báo tố giác tội phạm của bà Đỗ Thị Kim Xê, phường Long Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, tố cáo ông Võ Hoàng Yên, sinh năm 1975, ngụ Bình Thuận, làm chết người trong quá trình khám chữa bệnh tại cơ sở Hưng An Tự. Theo công an huyện Tánh Linh, cơ sở Hưng An Tự được cấp phép khám chữa bệnh từ năm 2013. Ông Võ Hoàng Yên có bằng y sĩ chuyên nghiệp về y học cổ truyền, được cấp phép hành nghề khám chữa bệnh. Việc khám chữa bệnh từ thiện của ông Yên tại Hưng An Tự trong 2 ngày 16 đến 17 tháng 11 năm 2017 được Ủy ban Nhân dân huyện cho phép. Ngày 16 tháng 11 năm 2017, bà DTN sinh năm 1959, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, có mắc bệnh bướu cổ, được người thân dẫn đến cơ sở Hưng An Tự để ông Yên khám chữa bệnh. Đến nơi, bà N đi vào trong hội trường chính của Hưng An Tự để chờ được khám. Sau khi bà N ra khỏi hội trường thì xuất hiện triệu chứng thở dốc, mạch yếu dần và tử vong trên đường đi cấp. Tuy nhiên, gia đình bà N từ chối khám nghiệm pháp y tử thi và đưa bà đi hỏa táng nên không đủ căn cứ xác định nguyên nhân tử vong. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tánh Linh xác định không đủ yếu tố cấu thành tội phạm vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp nên ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự và thông báo đến tất cả cá nhân liên quan. Từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh lấy 7 triệu đô la Mỹ cho lãnh đạo, nhận 2 vali tiền âm phủ. Thưa quý vị, Nguyễn Thị Nhung nói dối là được lãnh đạo giao nhiệm vụ vào thành phố Hồ Chí Minh nhận 7 triệu đô la Mỹ. Điều ông Thiều thuê ô tô đi áp tải, từ đó lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nạn nhân hơn 1 tỷ đồng. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1970, trú tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, do cần tiền chi tiêu cá nhân và trả nợ, Nguyễn Thị Nhung tự giới thiệu bản thân tên là Phương, làm việc tại văn phòng chính phủ nên có nhiều mối quan hệ. Nhung đổ bản thân có khả năng mua được xe thanh lý của văn phòng chính phủ với giá rẻ, làm được sổ đỏ đất nông nghiệp. Tin tưởng Nhung, vợ chồng ông Thiều sinh năm 1965, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội đã nhiều lần đưa tiền cho Nhung và đã bị Nhung chiếm đoạt.
Cụ thể, Nhung đưa ra thông tin gian dối rằng văn phòng chính phủ đang bán thanh lý một xe ô tô bán tải Ford Ranger với giá là 272 triệu đồng và một xe ô tô Camry 2.5 giá là 390 triệu đồng. Nhung cam kết ngày 30 tháng 4 năm 2021 sẽ bàn giao xe và nộp phí trước bạ làm thủ tục xin cấp biển số đẹp cho hai chiếc xe này. Tin là thật, từ ngày 23 đến 29 tháng 4 năm 2021, vợ chồng ông Thiều đã chuyển cho Nhung 502 triệu đồng. Số tiền này Nhung sử dụng chi tiêu cá nhân hết. Ngoài ra, Nhung cam kết với vợ ông Thiều là sẽ giúp bà này làm sổ đỏ đất nông nghiệp cho thửa đất rộng hơn 12.000m2 tại xã Kim Trung, Đông Anh, Hà Nội. Sau khi làm xong sổ đỏ, Nhung sẽ giới thiệu khách đến mua lại thửa đất trên. Nhung yêu cầu vợ chồng ông Thiều đưa trước 220 triệu đồng để lo chi phí nhờ người làm sổ đỏ đất nông nghiệp. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Nhung không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt chi tiêu cá nhân hết. Cùng khoảng thời gian thực hiện hai màn kịch trên, ngày 27 tháng 4 năm 2021, Nguyễn Thị Nhung còn nói dối ông Thiều rằng Nhung được giao nhiệm vụ vào thành phố Hồ Chí Minh để lấy 7 triệu đô la Mỹ cho lãnh đạo cấp cao của Trung ương. Nếu lấy được tiền, Nhung sẽ được chia 10 tỷ đồng. Nhung bảo ông Thiều thuê xe ô tô đi cùng vào thành phố Hồ Chí Minh, lấy tiền sẽ được trả công 5 tỷ đồng. Trên đường đi, Nhung bảo ông Thiều đưa cho Nhung 300 triệu đồng để bồi dưỡng cho nhân viên ngân hàng giúp lấy tiền nhanh và 10 triệu đồng để Nhung đi tiếp khách. Nhận của ông Thiều 310 triệu đồng, Nhung đi mua 2 chiếc vali, xếp đầy tiền đô la Mỹ âm phủ vào trong để ông Thiều tin là đã nhận được tiền. Chưa dừng lại, Nhung tiếp tục yêu cầu ông Thiều đưa thêm 50 triệu đồng nữa để giải quyết công việc. Ngày 2 tháng 5 năm 2021, Nhung yêu cầu vợ ông Thiều nộp thêm 100 triệu đồng nữa để làm giấy tờ nhận xe ô tô. Tổng cộng Nhung đã moi của vợ chồng ông Thiều hơn 1 tỷ đồng. Thấy Nhung có dấu hiệu lừa đảo, vợ chồng ông Thiều kiểm tra hai vali đựng tiền của Nhung thì phát hiện là tiền giả và làm đơn tố giác Nhung đến cơ quan công an. Đến ngày 10 tháng 5 năm 2021, Nhung bị công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội bắt giữ. Quá trình điều tra, vợ chồng bị hại đề nghị cơ quan quản lý điều tra xử lý đối tượng theo quy định pháp luật và yêu cầu Nhung trả lại số tiền hơn 1 tỷ đồng đã chiếm đoạt.